Được cho là học theo Philippines, Sở Thông vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép sử dụng lòng đường với thời gian là từ 5 năm trở lên để làm điểm trông giữ xe. Trước đề xuất của Sở Thông vận tải Hà Nội, nhiều ý kiến không đồng tình vì cho rằng lòng đường tại Hà Nội vốn nhỏ và thường xuyên ùn tắc giao thông, nên trông giữ xe dài hạn dưới lòng đường là không hợp lý. Theo đại diện Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, tại sao Hà Nội lại phải học hỏi Philippines mà không phải là các nước phát triển khác về việc áp dụng công nghệ trông giữ xe? Hà Nội cũng nên học tập ngay các thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, xem họ đã áp dụng phương pháp gì, có hiệu quả hay không. Nếu xây dựng các điểm trông giữ xe thông minh, đơn vị nào sẽ giám sát để chống thất thoát? Thời gian tới, thành phố dự kiến thí điểm thu phí trông giữ xe bằng phương pháp tự động ở quận Hoàn Kiếm.